quý vị và các bạn, tuy chỉ mới được thành lập vào tháng 5 năm 2016, nhưng mô hình tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự tại tổ dân phố 4A thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ của 11 thành viên đều là những cán bộ hưu trí của địa phương, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mà còn thúc đẩy sự quan tâm, đùm bọc, tinh thần tình làng nghĩa xóm của khu dân cư. Hướng về ngày truyền thống công tác dân vận 15 tháng 10, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình tự quản này. Đều đặn tháng nào cũng thế, những thành viên của tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự tại tổ dân phố 4A thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ đều tổ chức một cuộc họp. Đây cũng là dịp để các thành viên trong tổ tự quản cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện, những điều mà mình đã làm được giúp giữ gìn an ninh trật tự trong tổ. Tất cả những điều đó không chỉ xuất phát từ nhiệt huyết mà có lẽ còn là niềm vui lúc tuổi già của họ khi được cống hiến cho địa phương. Ở các ngã đường, chúng tôi có các thành viên của tổ tự quản rải ra đã vận động và tuyên truyền như thế theo đúng nguyện vọng là được sống bình yên, làm ăn vui vẻ, có thể còn thiếu chút này chút kia nhưng tình làng nghĩa xóm đậm đà tốt hơn. Cho nên từ khi có cái tinh thần hoạt động như thế, những điều to tiếng nhỏ nó đỡ đi rất nhiều. Và cái sự giải quyết của bà con gần như là trong khu dân cư, gần nhà nhau là bỏ qua cho nhau những cái mà không đáng. Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Mão ngụ tại tổ dân phố 4A thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ. Trước nay kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào chăn nuôi nhím và heo. Thường xuyên nhận được lời phản ánh của bà con vì không đảm bảo vệ sinh chuồng trại, gây mùi hôi trong khu dân cư. Thế mà từ ngày mô hình tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự được thành lập, với sự quan tâm và vận động của các thành viên trong tổ dân phố tự quản, gia đình ông không chỉ biết áp dụng chăn nuôi hợp vệ sinh, không để ảnh hưởng đến môi trường, mà còn góp phần hỗ trợ giống cho các hộ gia đình xóm giềng muốn có nhu cầu phát triển chăn nuôi. Cái tổ tự quản của mình là thường thường là quan tâm đến đi thăm hỏi rồi nhắc nhở mọi công việc, ví dụ là vệ sinh nơi công cộng này, ví dụ là cảnh giác đối với trẻ em hư này, cảnh giác với người lạ tới này, rồi thì có ai đến thì phải trình báo hộ khẩu tạm trú tạm vắng cho nó đầy đủ. Từ ngày thành lập đến giờ thì tôi thấy cái tinh thần đoàn kết toàn dân này, rồi cái tự giác của mọi người, kể cả các cháu thiếu nhi được nâng lên rất nhiều. Mô hình gồm 11 thành viên với mục đích chính là thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên các gia đình thành viên trong khu phố để kịp thời phát hiện, phản ánh những dấu hiệu vi phạm, các hoạt động tội phạm tại địa bàn khu dân cư, góp phần phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, cùng giáo dục cảm hóa những người có biểu hiện vi phạm pháp luật trong cộng đồng. Đặc biệt là tạo được mối quan hệ láng giềng, lối xóm bình yên, hòa thuận. Trong đợt bình bầu vừa qua, tổ dân phố 4A đã đạt thành tích đáng ghi nhận. Đó là có 155 trên 155 hộ trên địa bàn khu phố đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tổ dân phố 4A là trước nay là cơ bản cũng tốt, an ninh trật tự thì ổn định. Tuy nhiên nó vẫn tiềm ẩn những cái phức tạp bởi vì nó vừa giáp ranh với lại các cái tổ dân phố ở các cái vùng trong là có nhiều là thanh thiếu niên ở đồng bào dân tộc thiểu số, rồi ngoài ra lại cũng có một số tuyến đường là tỉnh lộ, rồi tuyến đường đi qua cũng nhiều phức tạp. Cho nên là nếu xây dựng được cái mô hình mà tự quản được, phát huy được cái vai trò của các cái thành viên thì sẽ phát huy được hiệu quả rất là cao, mà thể hiện rõ từ khi xây dựng là từ tháng 5 đến nay là đi vào hoạt động thì trên địa bàn là không có xảy ra bất cứ một cái vụ việc nào về an ninh trật tự. Các thành viên của tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự tại tổ dân phố 4A thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ là một minh chứng cho thấy sự nhiệt huyết mong muốn được cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng, của xã hội thì không quan trọng về độ tuổi. Và với những hiệu quả thiết thực đó, tin rằng mô hình này sẽ còn được nhân rộng ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Được biết đây là mô hình đang được huyện Đạ Tẻ đề nghị ban dân vận tỉnh ủy tặng giấy khen mô hình dân vận khéo năm 2016. Nằm ngay trên tuyến tỉnh lộ 725, khu vực giáp ranh giữa xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm và xã Tân Lâm của huyện Di Linh. Người đi đường dễ dàng nhìn thấy hàng chục cây thông hơn 30 năm tuổi, đường kính trung bình từ 40 đến 60 cm bị rụng lá chết.